xin kính chào toàn thể các bác và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh giao lưu đồng hồ chính hãng của em long hôm nay thì em sẽ mang tới và giới thiệu với các bác một cái phiên bản đồng hồ tăng rất là đẹp mắt nhiều cái tính năng hay ho đến từ thương hiệu freckonston đồng hồ tăng thì vốn đã là một cái phiên bản đồng hồ rất là đặc biệt rồi không giống những chiếc đồng hồ tròn nó có cách uh, tính sai khác nhau nó cũng có những cái form khác nhau và đặc biệt là nó có cách xem giờ cũng rất là đặc biệt Ờ, với một chiếc đồng hồ tăng thì các bác nên tính cái size của nó là cái phần lắc tu lắc như này Đó như một phiên bản như này thì cái phần lắc tu lắc nó sẽ rơi vào khoảng 47, 48 Nó sẽ tương đương với cả một chiếc size 41 tròn thông thường Các bác nhá Đó Nên là yêu cầu các bác phải có cổ tay khoảng từ 16,5 trở lên Các bác đeo phiên đặc bản này mới đẹp được ờ, Là một chiếc đồng hồ tăng rất là đặc biệt ờ, Qua sử dụng lướt tình trạng còn rất là đẹp Để em giới thiệu với các bác ngày hôm nay với cái mặt số màu đen cùng những cái chi tiết rất là nổi bật Đó và phần lộ đáy vô cùng quyến rũ Đó ờ, Phiên bản này sẽ có mặt trong bộ sưu tập là FC315 Với đầy đủ tính năng uh, của một chiếc đồng hồ Trong phân khúc tầm trung của Fred Constant Em sẽ xin phép quay kỹ hơn một chút Để các bác cùng em trải nghiệm về phiên bản này Chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ được trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa đó nó sẽ cong theo cái đường cây của đồng hồ các bác nhé đó đầy đủ tính năng là lên cốt tự động lên cốt bằng tay dừng kim dây khi chỉnh giờ khi các bác rút núm ra chỉnh giờ thì ngay lập tức đồng hồ đứng lại đó và chúng ta sẽ bấm núm vào để đồng hồ tiếp tục chạy thì nó sẽ ngay lập tức hoạt động ở đây chúng ta sẽ có một cái phần vân guliche rất là đẹp mắt ở phần phía trong của đồng hồ và phía ngoài chúng ta sẽ có những phần cây ở à, phần mặt đai hồ trơn này để chúng ta sẽ Uh, có thể là uh, chứa đựng những cái cọc số la mã đó. Những chiếc tăng mà có số la mã này nó vô cùng đẹp và cổ điển. Đặc biệt cái phần thu hút nhất đó chính là cái phần lộ cơ ở góc 12 giờ, phô diễn được trái tim của bộ máy FC 315 được hoàn thiện vô cùng đẹp mắt ở đây. Và điều đặc biệt của chiếc đồng hồ này đó chính là nó vừa lộ cơ lại vừa có cả lịch. Đó, các bạn thấy không ạ? Một phiên bản đồng hồ thông thường thì những chiếc đồng hồ lộ cơ sẽ rất là ít những chiếc có lịch như chiếc này vừa lộ cơ vừa có lịch kim có dạ quang rất đẹp đúng không ạ đó ở một cái núm của chiếc đồng hồ này là núm quả quýt này nó cũng rất là sang trọng bên này sự chúng ta sẽ hoàn thiện bóng còn ở phía sau thì chúng ta sẽ có một phần uh, bộ máy lộ ra như này rất là đẹp mắt đây chính là bộ máy FC315 sử dụng 26 chân kính và hoạt động ở tần số lao động là 28.800 nhịp mượt mà các bác nhé. Có thời gian tích cốt đến 38 giờ tối đa. Đặc biệt là bộ máy được hoàn thiện khá là chất lượng Với những đường vân sứ hoàn thiện uh, trau chuốt tỉ mỉ Trên quả văng màu vàng nổi bật Có in đầy đủ thông số của uh, nhà sản xuất ở đây đó Với phiên bản này thì em sẽ ướm trên cổ tay Để các bác cùng em trải nghiệm với nó uh, Một chiếc đồng hồ size tương đương với 41 tròn như này uh, Cổ tay của em là cổ tay dạng nhỏ Chỉ có khoảng hơn 15,5 thôi Đeo nó vẫn hơi to một chút so với cổ tay của em Nhưng nếu các bác có cổ tay to hơn khoảng từ 16 năm trở lên Đây sẽ là một phiên bản đồng hồ vô cùng cá tính, cổ điển và thanh lịch ở Thể hiện cho cái phong cách uh, lịch lãm cũng như là cá tính của các bác Đó, và với phiên bản này thì em giao lưu lại mức giá cực kỳ tốt Chỉ có 16 triệu 800 nghìn Đi cùng bảo hành 5 năm, cam kết chính hãng Và hỗ trợ bảo hành trọn đời để các bác trải nghiệm Nếu các bác quan tâm chiếc đồng hồ này Có thể đến trực tiếp cửa hàng để lên tay trải nghiệm cũng như là cảm nhận về sản phẩm các bác ở xa không có điều kiện đến và lên tay, em có thể hỗ trợ ship COD. Tức là các bác kiểm tra nhận hàng thanh toán tại nhà khi mà cọc chiếc này để em chốt free ship đến tại nhà các bác. Liên hệ với em với số điện thoại ở trên góc phải màn hình, số Zalo. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Cuối 15.